Chào mừng quý khán giả đến với chương trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 do báo Thanh niên tổ chức. Hôm nay, tôi giới thiệu với quý vị chuyên đề cuối cùng, chuyên đề thứ 10 là một số vấn đề về phần sinh thái học. Đây là phần đề thi hỏi các năm vừa qua và hỏi ở mức độ không khó. Tuy nhiên, vấn đề đó là lý thuyết rất là nhiều và các em học sinh cần phải học bài rất là nhiều trong phần này. Đó là từ bài 35 cho tới bài 45 trong chương trình sách giáo khoa cơ bản lớp 12. Về sinh thái học. Đó là một môn khoa học nghiên cứu về sinh vật và môi trường cũng như là sự tương tác giữa sinh vật với môi trường. Cho nên từ khái niệm sinh thái học này, chúng ta thấy có hai chủ đề rất là lớn, đó là về môi trường và về sinh vật môi trường đó là không gian bao xung quanh sinh vật mà trong đó sinh vật tồn tại và phát triển môi trường thì được phân thành bốn loại đó là môi trường trên cạn bao gồm các sinh vật sống trên mặt đất và bay trong không khí môi trường thứ hai là môi trường đất bao gồm các sinh vật sống trong đất môi trường nước là những sinh vật sống trong nước và môi trường sinh vật là môi trường của các sinh vật ký sinh sống trên các sinh vật khác trong môi trường, các nhân tố nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của sinh vật thì những nhân tố đó gọi là nhân tố sinh thái. Cho nên nhân tố sinh thái các em chỉ cần nhớ đơn giản đó là các nhân tố trong môi trường nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại của sinh vật. Nhân tố sinh thái thì được chia thành hai loại đó là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh. Nhân tố vô sinh đó là thế giới vô cơ ở trong môi trường. Còn nhân tố hữu sinh đó là mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau. Hệ đó gọi là nhân tố hữu sinh và trong nhân tố hữu sinh này, nhân tố con người được đánh giá rất là quan trọng bởi vì có tác động mạnh mẽ lên hệ sinh thái. Còn nhân tố vô sinh đó là thế giới vô cơ ví dụ như là ánh sáng, là nhiệt độ, là độ ẩm không khí vân vân, đó là thế giới vô cơ trong môi trường. Đó là chính là thế giới vô sinh trong môi trường. Các nhân tố sinh thái tác động nên sinh vật theo quy luật, đó là quy luật giới hạn sinh thái tức là mỗi loài sẽ có một giới hạn chịu đựng về mỗi nhân tố sinh thái. Vượt qua giới hạn này, sinh vật sẽ không thể tồn tại và phát triển. Từ quy luật giới hạn sinh thái này, chúng ta thấy rằng Từ quy luật giới hạn sinh thái này, chúng ta thấy rằng giới hạn sinh thái về một nhân tố nào đó của mỗi loài sẽ được biểu diễn bằng một đường cong như là trên hình. Đường cong đó bắt đầu bằng điểm gây chết ở dưới hàng dưới và kết thúc bằng điểm gây chết ở dưới hàng trên. Tức là nếu như giá trị của một nhân tố sinh thái nào đó nằm thấp hơn điểm gây chết ở dưới hàng dưới hoặc nằm cao hơn điểm gây chết ở dưới hàng trên thì những khoảng này sinh vật sẽ không sống được. Khoảng sinh vật sống được đó chính là giới hạn sinh thái tức là giới hạn chịu đựng về một nhân tố sinh thái nào đó của một sinh vật. Và trong giới hạn này, khoảng giá trị mà sinh vật sống sống sót tốt nhất thì gọi là khoảng thuận lợi. Ngoài khoảng thuận lợi cho tới điểm gây chết thì đó chính là khoảng chống chịu của sinh vật, tức là sinh vật vẫn sống được nhưng mà trong các điều kiện khó khăn cho nên khả năng sinh trưởng và phát triển của sinh vật bị giảm đi. Đó chính là sơ đồ tổng quát mô tả giới hạn sinh thái của sinh vật. Đây chính là quy luật giới hạn sinh thái. Còn sinh vật trong sinh thái học thì chia thành 3 mức độ, đó là quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Quần thể là tập hợp những cá thể cùng loài cùng chung sống trong một sinh cảnh nhất định tại một thời điểm nhất định, trong đó các cá thể có khả năng giao phối với nhau để duy trì sự tồn tại của quần thể. Ví dụ như là hình nền trên màn hình, các em học sinh có thể thấy. Nếu như chúng ta chỉ xem xét những cây lúa nước ở trong hình này thì đây chính là quần thể lúa nước, tức là tập hợp các cá thể lúa nước cùng loài, cùng chung sống trong một khu vực nhất định tại một thời điểm nhất định. Như vậy trong quần thể, chúng ta sẽ thấy các cá thể có hai mối quan hệ với nhau, đó là mối quan hệ hỗ trợ hoặc là mối quan hệ cạnh tranh. Mối quan hệ hỗ trợ sẽ giúp cho các cá thể tăng khả năng sống sót ở trong môi trường, tăng khả năng chống chọi với điều kiện bất lợi cũng như là tìm kiếm thức ăn và quan hệ hỗ trợ thể hiện qua hiệu quả nhóm giống như chúng ta ở con người chúng ta, quan hệ hỗ trợ khi mà các em đi học thể hiện qua hiệu quả khi các em làm việc nhóm sẽ có hiệu quả hơn là khi các em làm việc riêng lẻ. Trong quần thể còn có mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ cạnh tranh khi mà số lượng cá thể quá nhiều thì giữa các cá thể sẽ diễn ra sự cạnh tranh để mà giành thức ăn hoặc là giành giao phối khi mà đến mùa giao phối. Đó là hai mối quan hệ trong quần thể. Và mỗi quần thể thì sẽ có sáu đặc trưng riêng của mình. Đó là đặc trưng về tỷ lệ giới tính, đặc trưng về mật độ, đặc trưng về nhóm tuổi, đặc trưng về sự phân bố của các cá thể trong quần thể thì sự phân bố có thể là phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều hay là phân bố ngẫu nhiên. Đặc trưng về kích thước của quần thể, đặc trưng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật. Đó là các đặc trưng của quần thể sinh vật. Hãy nhắc lại thì có 6 đặc trưng. Đó là đặc trưng về tỷ lệ giới tính, đặc trưng về nhóm tuổi, đặc trưng về mật độ, đặc trưng về sự phân bố của các cá thể trong không gian đặc trưng về kích thước của quần thể, kích thước đó là số lượng cá thể của quần thể trong sinh cảnh thì kích thước có hai loại đó là kích thước tối thiểu và kích thước tối đa. Và cuối cùng đó là đặc trưng về tăng trưởng của quần thể sinh vật. Thì nếu như mà trong điều kiện thuận lợi, quần thể sinh vật sẽ tăng trưởng theo hình chữ S. Si. Nhưng mà trên thực tế, khi mà quần thể sinh vật tăng đến một mức nào đó thì sẽ cân bằng phù hợp với sức chứa của môi trường cho nên đường cong được tế sẽ có dạng hình chữ S. Đó là về quần thể sinh vật. Và cuối cùng là trong quần thể sinh vật nó có sự biến động số lượng cá thể theo chu kỳ hoặc là theo hoặc là không theo chu kỳ. Đó là các đặc điểm của quần thể. Còn quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể khác loài nhưng mà trong đó các quần thể nó có mối quan hệ gắn bó với nhau như là một hệ thống nhất ví dụ như là ở hình nền cánh đồng lúa này chúng ta thấy trên cánh đồng lúa không chỉ có cây lúa mà còn có các loài khác như là các loài cỏ như là các loài côn trùng cá ớt vân vân có rất nhiều loài trên cánh đồng lúa này thì trên cánh đồng lúa này các loài chúng có mối quan hệ tương tác với nhau, gắn bó với nhau. Cho nên cánh đồng lúa này nếu như mà chúng ta xem xét sự tương tác giữa các loài khác nhau trên cánh đồng lúa này thì đó chính là quần xã sinh vật. Như vậy, trong quần xã sinh vật cũng sẽ có mối quan hệ giữa các loài. Thì mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được phân thành hai nhóm, đó là mối quan hệ hỗ trợ hoặc là đối kháng. Mối quan hệ hỗ trợ thì có ba loại, đó là mối quan hệ cộng sinh, tức là hợp tác chặt chẽ, bắt buộc hai bên phải có nhau và hai bên cùng có lợi. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ hợp tác, tức là hai bên cùng có lợi nhưng mà không nhất thiết phải có nhau. Mối quan hệ thứ ba đó là hội sinh, đó là một bên có lợi, một bên không hại. Đó là mối quan hệ hỗ trợ có ba loại như vậy. Mối quan hệ đối kháng trong quần xã sinh vật thì có bốn mối quan hệ. Đó là mối quan hệ cạnh tranh ví dụ như là lúa và cỏ cạnh tranh với nhau về nguồn dinh dưỡng khoáng về ánh sáng vân vân tự tin tự tin Thì tốt Yeah yeah Thiên Long Cùng bạn tự tin Thì tốt Mối quan hệ thứ hai Đó là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm Tức là một loài trong quá trình sống Vô tình Nó ảnh hưởng đến sự sống của các loài khác Mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ ký sinh vật chủ và mối quan hệ thứ tư là mối quan hệ này, mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, đó là các mối quan hệ đối kháng trong quần xã. Trong quần xã, mỗi quần xã sẽ có hai đặc trưng riêng của mình. Đặc trưng thứ nhất là đặc trưng về thành phần loài. Thành phần loài thể hiện qua số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài, loài ưu thế và loài đặc trưng. Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài sẽ thể hiện mức độ đa dạng của quần xã đặc trưng thứ hai là đặc trưng về sự phân bố sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã có ý nghĩa đó là làm giảm đi mức độ cạnh tranh giữa các loài và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn sống trong môi trường và sự phân bố thì có hai kiểu đó là phân bố theo chiều ngang và phân bố theo chiều thẳng đứng đó là đặc trưng của quần xã các em học sinh cố gắng nhớ các đặc trưng này bởi vì đề thi lâu lâu cũng có hỏi là đặc trưng nào dưới đây là đặc trưng của quần thể hay là của quần xã. Thì lúc đó các em nhớ quần thể thì có 6 đặc trưng. Giống như lúc nãy tôi có phân tích. Còn quần xã thì có hai đặc trưng. Đó là đặc trưng về thành phần loài và đặc trưng về sự phân bố và vấn đề cuối cùng của quần xã đó là quần xã cũng có sự biến động số lượng cá thể trong quần xã của mình và sự biến động đó gọi là diễn thế sinh thái diễn thế sinh thái đó là sự thay đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với điều kiện của môi trường và diễn thế có hai loại đó là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh diễn thế nguyên sinh là xuất phát từ một môi trường trống trơn vì vậy kết quả là dẫn tới một quần xã đỉnh cực còn diễn thế thứ sinh xuất phát từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định, nhưng mà do các tác động làm diễn thế sinh thái. Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái đó là do tác động mạnh mẽ của ngoài cảnh hoặc là do sự cạnh tranh gây gắt giữa các loài trong quần xã. Đó là về quần xã sinh vật và cuối cùng đó là về hệ sinh thái. Tức là khi chúng ta nghiên cứu quần xã sinh vật với môi trường thì đó gọi là hệ sinh thái. Cho nên ví dụ như cánh đồng lúa này chúng ta Nghiên cứu về quần xã sinh vật tương tác với môi trường thì đó gọi là hệ sinh thái cánh đồng lúa. Và trong hệ sinh thái này, các em học sinh lưu ý là về sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái thể hiện qua chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng. Chuỗi thức ăn đó là các loài có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích, chúng sẽ tiêu thụ mắt xích phía trước và sẽ trở thành thức ăn cho mắt xích phía sau. Còn lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có chung một số mắt xích. Để biểu diễn lưới thức ăn, thì người ta xây dựng nên các bậc dinh dưỡng, tức là tập hợp các loài có chung một mức độ dinh dưỡng. Và để vẽ nên một cái mô hình của bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái, thì người ta sẽ xây dựng nên các tháp sinh thái. Tháp sinh thái đó là các hình chữ nhật xếp chồng lên nhau. Các hình chữ nhật này có độ cao thì giống nhau nhưng mà độ dài thì khác nhau. Độ dài thể hiện cho độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng. Tháp sinh thái thì có ba dạng đó là tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng. Và trong ba dạng này nếu như một hệ sinh thái ổn định, bền vững thì tháp năng lượng sẽ luôn có dạng đó là đáy lớn, đỉnh nhỏ. Đó là về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái một vấn đề rất là quan trọng nữa đó là việc tuần hoàn vật chất trong hệ sinh thái hay nói đầy đủ hơn đó là chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái hệ trong phần này các em học sinh tìm hiểu về chu trình của carbon của nitơ và các em lưu ý là những nguyên tố này nó đi vào hệ sinh thái dưới dạng gì thông qua những quá trình gì và đi ra khỏi hệ sinh thái dưới dạng gì thông qua những quá trình gì mà thôi. Ví dụ như là carbon đi vào hệ sinh thái đó là dưới dạng CO2 thông qua quá trình đó là quan hợp của sinh vật sản xuất. Sinh vật sản xuất như là thực vật hoặc là vi sinh vật có khả năng quan hợp và tảo và đi ra trong chu trình carbon thì carbon đi ra cũng dưới dạng đó là CO2 thông qua hoạt động hô hấp của sinh vật thông qua hiện tượng phân hủy xác sinh vật thông qua các hiện tượng cháy trong tự nhiên, vân vân. Tóm lại trong chu trình sinh địa hóa, thì các em học sinh chỉ cần lưu ý đó là các chất sẽ đi vào hệ sinh thái dưới dạng gì, thông qua quá trình gì và đầu ra thì cũng tương tự như vậy. Và các em học sinh cố gắng nhớ chu trình của carbon và của nitơ. Còn về dòng năng lượng trong hệ sinh thái thì năng lượng đi theo một chiều đó là từ năng lượng ánh sáng mặt trời được sinh vật sản xuất tức là thực vật đó là tạo đó là vi sinh vật có khả năng quan hợp hấp thụ để chuyển hành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ và năng lượng trong các hợp chất hữu cơ này thông qua quá trình dinh dưỡng sẽ chuyển qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng sẽ được sinh vật phân hủy phân giải khi mà các sinh vật chết đi thì sinh vật phân hủy sẽ phân giải để trả lại môi trường đó là dưới dạng nhiệt năng cho nên năng lượng thì truyền theo một chiều. Đó là một số vấn đề trong phần sinh thái học này. Nói chung kiến thức rất là nhiều vì thời lượng không cho phép cho nên thầy chỉ giới thiệu tổng quát về một số vấn đề của phần sinh thái học này mà thôi. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng đa lĩnh vực siu mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Bây giờ chúng ta cùng đi vào một số câu hỏi mà đề thi đã hỏi các năm qua. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong cùng một sinh cảnh. Phát biểu này đúng. Chúng có ổ sinh thái trùng nhau thì chúng vẫn có thể sống trong cùng một sinh cảnh. Mặc dù khi có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng sẽ bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh. Ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì hiện tượng cạnh tranh với nhau sẽ càng nhiều. Nhưng mà chúng vẫn có thể sống trong cùng một sinh cảnh. Phát biểu thứ hai, ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng phát biểu này là đúng nơi ở chỉ là địa chỉ cư trú của sinh vật còn ổ sinh thái không chỉ là nơi ở mà còn thể hiện cách sống của sinh vật phát biểu thứ ba kích thước thức ăn hình thức bắt mồi của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái về dinh dưỡng phát biểu này là đúng phát biểu thứ tư các loài cùng sống trong cùng một sinh cảnh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt độ khác nhau phát biểu này cũng đúng bởi vì chúng sống trong cùng một sinh cảnh nhưng mà có thể là trong các môi trường là môi trường đất hoặc là môi trường sinh vật vân vân thì chúng sẽ có ổ sinh thái và nhiệt độ khác nhau câu thứ hai phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật trong quần thể thì các em học sinh lưu ý thì có hai mối quan hệ đó là hỗ trợ và cạnh tranh à, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra, phát biểu này là sai. B. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh làm tăng khả năng sinh sản, sai. Cạnh tranh diễn ra sẽ làm giảm khả năng sinh sản, nhờ đó mà số lượng cá thể sẽ phù hợp với sức chứa của môi trường. phát biểu C, cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể, nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. Phát biểu này là đúng. Phát biểu D, cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài. Phát biểu này là sai, bởi vì cạnh tranh đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể, chứ không dẫn đến sự tiêu diệt thứ hai là các hiện tượng này không phải là các hiện tượng phổ biến câu kế tiếp khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng các em học sinh có thể thấy được phát biểu a là đúng các em phân tích thì sẽ thấy về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể phát biểu nào sẽ là đúng câu này các em chỉ cần đọc sơ qua lý thuyết của sách giáo khoa thì mấy em có thể trả lời được có bà phát biểu đúng câu cuối cùng đây là một câu tạm gọi là mất thời gian khi mà làm của phần sinh thái học này chứ không phải là khó. Đề cho chúng ta một lưới thức ăn như là trên màn hình và hỏi chúng ta thông tin về lưới thức ăn này. Lưới thức ăn này, này có tối đa 5 chuỗi thức ăn. Để xác định các chuỗi thức ăn, thì các em học sinh ngồi vẽ ra các chuỗi thức ăn này, thì chúng ta dễ dàng thấy đó là chuỗi thứ nhất A B C D E, chuỗi thứ hai là A F D E. Chuỗi thứ 3 là AFE. Chuỗi thứ 4 đó là AJFDE. Chuỗi thứ 5 đó là AJ -E. và chuỗi thứ 6 đó là A -G -H -I E. Vậy có 6 chuỗi thức ăn chứ không phải là 5 chuỗi. Phát biểu thứ 2 có hai loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn. Chúng ta thấy trong 6 chuỗi này đều có loài A và loài E. Cho nên phát biểu thứ 2 là đúng. Phát biểu thứ 3 là D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc là bậc dinh dưỡng cấp 4. Là D, chúng ta thấy nếu như mà theo chuỗi thức ăn đó là A, F, D, E, thì lúc đó A là bậc 1, F bậc 2, D là bậc 3. Còn nếu như trong chuỗi thức ăn đó là A, B, C, D, E, thì lúc đó A bậc 1, B bậc 2, C bậc 3 và D bậc 4. Cho nên là D có thể thuộc bậc 3 hoặc là bậc 4. Phát biểu thứ 3 này là đúng. Phát biểu thứ tư là ép tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn là loại C. Chúng ta có thể thấy 6 chuỗi thức ăn mà vừa liệt kê hay loại F tham gia vào 3 chuỗi, đó là chuỗi A, F, C, E, A, F, D, E, A, F, E là chuỗi thứ hai Chuỗi thứ ba đó là A, G, F, D, E. Đó là chuỗi thứ ba chuỗi thứ tư đó là ACFE như vậy loài F thì tham gia vào bốn chuỗi thức ăn thì lúc ban đầu chúng ta đã liệt kê ra năm chuỗi thức ăn thì chúng ta sẽ dễ dàng đếm được đó là loài F tham gia vào bốn chuỗi thức ăn như là đã liệt kê lúc hồi nãy còn loài G thì chúng ta thấy tham gia vào ba chuỗi thức ăn đó là A, C, F, D, E AGFE và AGHIE. Chúng ta ngồi đếm 6 chuỗi thức ăn đã liệt kê ban đầu thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài C. Phát biểu này là đúng. F thì tham gia 4 chuỗi, C thì tham gia vào 3 chuỗi. Thì trong phần sinh thái chỉ có câu này thì tạm gọi là khó bởi vì phải mất thời gian ngồi đó xác định chuỗi thức ăn. Và dạng bài tập này thì cũng gặp hai lần trong đề thi của các năm vừa qua. Đây là một số vấn đề mà thầy muốn trao đổi với các em học sinh trong kỳ thi. À còn câu này thì các em học sinh xem qua thì có thể chọn được đáp án. Đây là một số vấn đề thầy muốn trao đổi với các em học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 các em học sinh cố gắng học kỹ lý thuyết của phần tiến hóa và phần sinh thái bởi vì hai phần này chỉ cần cố gắng học bài và cũng chiếm nhiều điểm trong đề thi. Còn những phần còn lại thì hỏi bài tập rất là nhiều. Các em có thể tham khảo chuyên đề 1 và chuyên đề thứ 7 trên trong web của Báo Thanh Niên mà thầy có giới thiệu trong trong chuyên đề năm nay. Cuối cùng, cảm ơn các em học sinh đã cố gắng theo dõi. Chúc các em ôn tập thật là tốt, luôn có nhiều sức khỏe và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn quý khán giả đã cố gắng lắng nghe. Chúc quý khán giả luôn nhiều sức khỏe. Trân trọng, kính chào các bạn. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam. Với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức QSTAR Anh Quốc, là ngôi trường đại học ứng dụng đem lại môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế nơi 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam